Hello, xin chào mọi người. Đi siêu thị Go nhiều lần rồi và hôm nay gia đình mình quyết định sẽ ăn thử lẩu ở trong siêu thị Go để review cho mọi người nha. Mọi người hãy cùng theo dõi video nhé. Bún tươi thêm 4.900. Hôm nay nhà mình ăn cái lẩu thái thập cẩm hai người 106.800. Ở siêu thị Go cho mọi người, lát nữa mình sẽ review cho mọi người xem là nó ngon như thế nào nha. Rồi bây giờ mình đi tính tiền rồi mình sẽ lấy phần lẩu cho mọi người. Đây là nồi nước lẩu nha mọi người. Khá nhiều nước á. Nồi lẩu mini, xinh xinh. Ơi mẹ nghe rồi. Nước ngọt mà lẩu thì nó được ngọt thôi à. Ừ. Rồi lẩu mini xinh xinh không mọi người. Đây cái phần lẩu thái này là gồm có ba chỉ heo cuộn nấm kim châm nè, tôm, đậu hũ và rau nha mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Nước sôi rồi giờ cho đồ cho thôi nha. Cho rau cho đồ cho. Rồi lẩu sôi rồi, bây giờ mình ăn thôi nha. Chỉ với giá tầm 100.000 có một nồi lẩu mini thế này thì cũng khá hợp lý nha mọi người. Mọi người hãy đến Go và ăn thử nha.